Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ làm video phần 2 về hướng dẫn làm thành phố GTA 5 tương tự giống như là thành phố Mississippi City nha các bạn ha. Thì trong video lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lấy sụt của bên WP-Core về. Và chúng ta tách những cái core nó ra rồi. Và mình đã run lên thành phố cho các bạn xem. Thì hôm nay mình sẽ làm một video một cái bước quan trọng đầu tiên để chúng ta bắt tay vào làm thành phố là chúng ta phải tìm hiểu được cái bộ framework đó nó gồm có những cái gì trước và sau đó chúng ta mới phát triển thêm những cái nghề mới ha. Rồi thì đầu tiên á, giờ cái CSS default này thì mình sẽ không đụng tới ha các bạn ha, nó là cái phần của bên mình gọi là cái core dưới nền tảng dưới mình sẽ không đụng tới. Mình sẽ đi vào những cái phần chính là WP Core nè. Những cái module của WP, những cái standalone thì mình đã nói kỳ trước nó sơ qua rồi và cái void rồi. Thì bây giờ hôm nay mình sẽ đi vào cái core và cái WP trước ha. Đầu tiên á, cái core hôm bữa mình tách ra nó gồm có admin menu nè, boss menu nè, city hall nè, quần áo nè, cái core chính của nó nè, cái kho đồ nè, tạo cái giao diện mà multi character nhiều nhân vật nè, cái radio menu, cái shop, cái small resort và cái spawn. Rồi thì mình đầu tiên mình sẽ nói đến cái core trước nha các bạn. Core là cái quan trọng nhất. WP core là cái quan trọng nhất của cái framework WP WBus ha các bạn ha. Rồi cái WP core này nó cũng tương tự như những cái khác, nó sẽ có là đầu tiên á là nó sẽ có file config. Đây cái fs manifest này là cái nơi mà nó khai báo tất cả những cái file mà nó sử dụng trong cái bộ WP Core của nó đây. Đó. Config share client, tất cả những cái client, main function, loop, event này nọ ha. Rồi, thì đầu tiên cái WP Core mình phải nắm, mình sẽ nói theo cái hướng không phải là quá đi thiên về code mà theo cái hướng thực dụng cho các bạn, có thể các bạn tạo nghề mới ẹp vô thôi. Thì những cái phần quan trọng các bạn cần chú ý ở trong WP Core. Đầu tiên là cái share read. Cái share trong read chấm do này là nó là nơi mà các bạn sẽ sử dụng để khai báo những cái vật dụng, những cái item ở trong game, chẳng hạn như dao, búa, kéo này nọ, tất cả mọi nơi ở đây là những cái vật dụng đó nó sẽ khai báo trong này. Nè, fish là cái nắm tay nè, con dao nè, búa nè, gậy bóng chày, rồi gậy golf nè. Đó là vũ khí nè, khai báo ở đây ha. Tiếp theo nữa là súng lục nè. Rồi phần súng nè. Này nguyên một cái bộ này là phần súng, mình sẽ bỏ qua tại thành phố mình xây thì mình không có chú ý đến súng đạn ha các bạn ha. Mình tắt hết để mình chơi roleplay mà. Đây, đây là phần item. Item của mình ở đây thì nó sẽ gồm có là cái ID card là chứng minh nhân dân nè, bằng lái nè. Bằng luật sư này nọ, thì những cái chỗ này nè là những cái nơi mà các bạn có thể dịch được nè. Các bạn dịch là các bạn đổi cái dịch là cái này, dịch là cái này, đây là cái label của nó ha. Dịch là cái label của nó là nó sẽ đổi cái tên ở trong game khi mà hiển thị những cái đồ vật đó. Thì nơi item này là nơi các bạn khai báo thêm những cái vật dụng mới. Thì đây là nguyên bộ vật dụng có sẵn của WP Core, là nó có liên quan tới những cái nghề của nó nha các bạn. Đó, vật dụng có sẵn là rượu nè, cá nè, cá mèo nè, cá hồi nè, cá vàng nè, cá hồng, cá xanh, cá đỏ gì đó, cần câu với mồi câu ha. Thì mình khi mà mình làm một cái vật dụng mới, một cái món đồ mới thì các bạn mình vào đây các bạn khai báo. Đó, khai báo ở đây. Rồi, nó sẽ có là cái phần unit nè, có sử dụng được hay không nè. Các bạn chỉ cần cái hai cái là sử dụng và combine. Combine là các bạn có thể ghép lại với nhau, các bạn có thể chế tạo. Rồi còn cái này là cái usable là các bạn có thể dùng được hay không. Có những cái vật dụng các bạn chỉ để làm nghề các bạn không dùng, nhưng mà nước đồ ăn này nọ thì các bạn sẽ sử dụng được ha các bạn ha. Đó, đây là cái description, là cái mô tả nhỏ bên dưới là nơi đây là nơi khai báo đồ hả các bạn ha. Cái này là để lấy ra vũ khí thì mình không có nói tới. Rồi ở đây nó sẽ có cái gang. Gang ở chỗ này nó giống như một cái nghề nghiệp cho bạn. Các bạn có một gang, giống như các bạn có một công ty vậy đó. Đó thì nè, khai báo gang. Gang nó giống như công ty, nó cũng có cấp bậc.
Rồi, nhưng mà nó khác là nó không có tiền. Nghề đây các bạn, công dân thì sẽ có tiền ha. Nghề cảnh sát nè, các cấp bậc cảnh sát nè, bác sĩ nè, các cấp bậc của bác sĩ nè ha, bất động sản nè, đó, taxi nè, cả dealer nè, rồi thợ máy nè, đó thì nó có sẵn những cái đó. Còn mà các bạn thêm những nghề mới thì các bạn thêm cấp bậc vào đây thôi. Đó là đây WB Co Xe là nơi khai báo item nè, nghề nghiệp nè. Bây giờ tới xe nè, đó, xe nè, xe, mã xe là cái gì, tên xe là cái gì, thương hiệu là cái gì, giá bao nhiêu, bán ở shop nào, là nằm ở trong bộ WB Co Xe này hết ha, toàn bộ với là xe. Rồi, khi các bạn kéo xuống xe này, các bạn để ý nha. Đây, các bạn thấy dòng xanh không? Ở chỗ này nè, xe từ đây trở lên làm bản mặc định nó sẽ sử dụng được. Nhưng mà từ đây trở xuống thì các bạn phải thêm cái dòng này vào, là update cái phiên bản lên 2189 thì các bạn mới sử dụng được những xe ở phía dưới này. Đó, các bạn tiếp tục kéo xuống dưới. Đó, rồi lại xuất hiện một dòng xanh nữa. Thì dòng xanh này nè, nó bắt các bạn là phải là lên phiên bản 2372 thì các bạn mới sử dụng được những xe dưới này. Đó, nên mình làm thì mình sẽ cho luôn các bạn 2372 luôn, mình sử dụng hết toàn bộ xe ở đây. Chứ không là các bạn chạy á, sau này chạy trong cái dealer có những xe đổi nó sẽ bị lỗi là do cái này. Đó, đó là kinh nghiệm của mình ha. Rồi, về trong phần WB Co, cái đó là quá quan trọng nhất. Hai là cái config. Config ở đây là các bạn sử dụng để set mắc client trong số lượng người chơi nè. Đó, cái địa điểm default hiện nay thì các bạn không quan trọng tới ha. Rồi, cái chỗ này là các bạn có thể set được cái tiền mặt và tiền ngân hàng khi mà mới bắt đầu game người mới á. Cái này là cái thời gian để các bạn trả lương. Rồi, cái này là số ký tối đa trên người có thể sử dụng là cái kho trên người á, là 120 ký. Các bạn có thể sửa tùy các bạn ha. Số lượng slot trên người. Đây là cái độ đói và cái độ khát, có nghĩa là cứ gọi là 5 phút nè. Đây nè, 5 giây nè, 5 giây ở đây nó là 5000 này là 5 giây nha các bạn. Mini giây nè, 5000 mili giây nè. Thì nó sẽ check cái độ đói một lần, nó sẽ trừ số điểm này trên 100. Đó là nó sẽ giảm cái độ đói của các bạn, giảm xuống. Khi các bạn quá đói thì các bạn phải ăn. Rồi, à quên, trong cái phần xe rịch này, cái phần quan trọng nè, mình quên nói, còn một phần nữa phía trên này. Đây, nó là những cái item lúc starter, là lúc người ta mới vào game. Nhân vật mới thì nó sẽ cho những cái item này. Các bạn muốn thêm item nào thì các bạn thêm vào đây, số lượng ha, cái mã của item đó và xong. Đó, rồi về còn lại thì nếu mà các bạn không rành thì các bạn cũng không nên đụng tới trong những cái phần server và client ha. Còn về cái phần việt hóa thì mình sẽ làm video sau. Rồi, sau cái phần WB Co, chúng ta sẽ tới cái phần là small resort. Small resort này nó là cái gì? Nó là tất tần tật mọi thứ và những cái nhỏ trong game. Chẳng hạn cho cái config này nè, lúc này trong này nó sẽ khai báo cái này consumable, có nghĩa là cái độ sử dụng no của những cái vật dụng mà thức ăn nước uống á, sandwich nè, nó sẽ tăng cái độ này từ bao nhiêu tới bao nhiêu điểm nè. Đó là nó khai báo ở đây. Rồi, nó còn khai báo nhiều cái thứ khác nữa, như là pet nè, những cái pet nào mà đưa vào blacklist nè, là những con bét mà sử dụng súng hay là những con bét này nọ. Rồi, quan trọng là nó nằm trong cái phần client nè, nó rất nhiều thứ. Rồi, nhưng mà mình sẽ nói những thứ các bạn hay làm nhất thôi. Đầu tiên là consumable này là nơi mà các bạn khai báo cái hàm này nè, là để khai báo sử dụng cái vật phẩm đó, giống như là hút thuốc nè. Rồi, sử dụng dù nè. Tất cả nơi này là nơi các bạn khai báo những cái đồ mà các bạn sử dụng ha. Đó, sử dụng áo giáp, sử dụng đồ ăn, thức uống. Rồi,
Cái thứ hai là cái density. Density ở đây là khai báo cái lượng NPC. Đó, cái này là số lượng xe, phương tiện ở trong cái khu vực. Cái này là số lượng những cái con pet NPC. Số lượng xe đậu ha. Đó, thì đây, nơi các bạn set số lượng NPC 1 là lớn nhất và 0 là nhỏ nhất ha các bạn ha. Rồi hand up là cái này, cái hàm này nó sử dụng phím X để giơ tay lên thôi, không có gì hết. Hub component thì chúng ta cũng không quan tâm tới. Seat belt. Seat belt là nơi mà chúng ta để khai báo cái ấn nút B để thắt dây an toàn các bạn. Trong WebCon nó có hai cái dạng là thắt dây an toàn và sử dụng thêm cái đai đua xe. Thì trong cái này các bạn có thể chỉnh sửa theo cái dạng là km hoặc là sử dụng theo dạng dặm. Thì đó, 3.6 là km ha các bạn ha, dặm là 2.3. Đó, này là giới hạn tốc độ nè. Tốc độ nếu không cài dây là lớn 60 là bị dăng nè. Đó, thì các bạn có thể sửa đổi trong này. Rồi, vehicle bus là đẩy xe các bạn. Là xe bị lật này nọ thì sẽ ấn đẩy xe. Đó thì quan trọng vẫn là cái seat belt nè, cái density nè và cái consumable là các bạn hay sử dụng nhất. Rồi, về cái spawn này thì nó cũng không quan trọng gì hết, nó là nơi mà để cho các bạn chọn căn nhà để vào game á. Thì thường thường nếu mà các bạn muốn cho người ta chỉ xuất hiện vị trí cũ, vị trí ban đầu thôi thì các bạn đóng mấy này lại, đóng bốn cái này lại để tránh trường hợp là tele về sau khi chết. Rồi, sau cái spawn đó là mình sẽ nói tới cái phần multi character. Multi character đây á là nơi mà chúng ta tạo được nhiều nhân vật á. Thì các bạn muốn đóng thì các bạn cứ vào index.html nè, chỗ create character, các bạn đóng lại bốn cái thẻ này là xong, bốn cái thẻ div này là xong. Rồi, city hall. City hall ở đây á là nơi mà các bạn để nhận mấy cái nghề mà dạng như đổ rác này nọ á. Đó thì đây cái vị trí của nó ha. Rồi, quan trọng nè, cái webadmin thì mình sẽ không đụng tới. Cái bot menu nè, bot menu cấu trúc của nó gồm có là cái account.json là cái quỹ, tiền quỹ của từng cái nghề, nó sẽ nằm trong cái file này ha các bạn ha. Các bạn thêm nghề mới thì các bạn thêm một dòng ở đây. Config là nơi mà xuất hiện cái menu của quản lý, là cái phòng giám đốc á. Các bạn thêm tọa độ vào phòng giám đốc vào đây. Đó, rồi, ở trong này nè, nó sẽ có là những cái hàm liên quan tới cái quỹ công ty. Thì các bạn sẽ sử dụng, thường đa số là nó sẽ sử dụng trong cái điện thoại và những cái nơi mà các bạn có thể làm suyệt bill này nọ đó, thì nó sẽ có sẵn rồi. Và trong cái nghề thì như nghề car dealer nó cũng chuyển thẳng tiền vào trong đó rồi. Rồi, về phần clothing ở đây là quần đồ á. Thì phần đồ thì mình sẽ làm một video riêng về đồ sau ha các bạn ha, để các bạn add on đồ vào. Rồi, inventory, cái này rất là quan trọng. Inventory trước đây nó bị lỗi thì nó là nơi mà chúng ta có thể bứt đồ rất là nhiều, nhưng mà sau này là VBCore đã update sửa lỗi rất là nhiều rồi. Thì inventory ở đây là nơi mà các bạn có thể là khai báo những cái vật phẩm trong những cái máy bán hàng tự động nè, khi các bạn đứng gần các bạn tap lên nè. Đó, thùng rác nè. Rồi, những cái inventory nó liên quan tới cái wrapping của bên WebCore, là nơi mà các bạn khai báo những cái món đồ và những cái item nó cần thiết để các bạn tới các bạn chế tạo á, là các bạn có thể chế tạo được ha. Thì cái chế tạo của WebCore nó đơn giản thôi, nó khai báo trong cái inventory này luôn. Đó, tất cả những cái món đồ mà các bạn muốn chế các bạn khai báo ở đây. Rồi, thì đối với inventory á,
thì cũng chẳng có gì sửa nhiều trong inventory đâu các bạn, tại vì nó khá là phức tạp ở trong đó nên mình sẽ không nói tới. Rồi, cái radio menu nè. Cái radio menu này là các bạn đa số sẽ sửa trong file config này. Là nó cái radio là cái menu hình tròn khi mà ấn F1 á. Ở chỗ này là nó sẽ khai báo cái nút. Đó, cái tiêu đề của cái nút, cái icon. Rồi, cái dạng của nó là cái hàm này là client hay là hàm server để nó gọi tới, và cái hàm đưa vào là xong. Đó, should close là true, là có nghĩa khi các bạn click vào nút đó nó tắt cái menu này đi. Còn các bạn để phone là nó sẽ còn giữ nguyên menu. Đó là nơi các bạn khai báo cái nút để các bạn gắn những cái hàm mà các bạn muốn thêm vào. Ngoài ra nữa thì những cái mà chúng ta hay sửa trong là client nè, main nè, sketcher nè, chân nè. Đó, này là cấp xe này nọ. Thì cái radio menu là nơi mà chúng ta để thay đổi cái menu đó ha. Và cuối cùng là trong cái bộ core quan trọng nhất là shop. Đó, thì cái shop này là nơi mà chúng ta khai báo những cái món hàng ở trong cái siêu thị. Đó, normal là những cái siêu thị bình thường nè. Những cái thức ăn nè, số lượng nè, giá của nó nè, vị trí của nó trong cái cửa hàng nè. Đó, thì các bạn thêm những món nào, các bạn tắt những món nào, các bạn vào đây sửa giá của nó và số lượng của nó cũng vậy. Hardware là cửa hàng dụng cụ nè. Đó, các bạn cứ khai báo trong này. Coffee shop nè. Rồi cửa hàng dụng cụ lặn với nhảy dù nè. Cửa hàng vũ khí nè. Đó, thì cửa hàng vũ khí á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tắt cửa hàng vũ khí nếu bạn muốn tắt. Thì các bạn sẽ scroll xuống đây, nó sẽ có config.location. Thì các bạn kéo xuống, các bạn cứ thấy tới những cái cửa hàng vũ khí nè. Nó sẽ có một loạt vũ khí ở dưới này, đây. Ammunition nè. Các bạn tắt hết những cái ammunition này, các bạn đóng thẻ nó lại, là nó sẽ không hiện những cái cửa hàng vũ khí này ở trên cái bản đồ của bạn, mà người ta cũng không tới được ha. Đó là shop là ở đây. Đó là những cái quan trọng trong cái bộ WP Core mà bữa mình tách ra, thì mình đã nói sơ cho các bạn để tìm hiểu. Và các bạn vào đây các bạn xem, các bạn biết được vị trí những cái nào để sửa cái nào trước. Rồi sau đó cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước làm nên một cái nghề mới ở trong thành phố như thế nào. Đó, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ nghề gỗ, nghề cá, nghề đá, ABC cái kiểu ha. Rồi thì video hướng dẫn về cái tìm hiểu về cái bộ WP Core, những cái module core quan trọng của cái thằng WP Framework của mình đến đây là hết. Thì các bạn hãy xem sơ qua và các bạn tự tìm hiểu sâu hơn đi ha. Rồi sau đó thì mình sẽ làm video hướng dẫn nghề trong video sau này ha. Cảm ơn và các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.